Triệu Lệ Dĩnh và những lần bị tố mắc bệnh ngôi sao kêu căng với fan. Trên net đang vô tình xôn xao với thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh mắc bệnh ngôi sao xem thường người hâm mộ. Ngoài nguồn tài nguyên dồi dào và thực lực thì dàn sao Hoa ngữ luôn cần sự ủng hộ từ khán giả khi dấn thân vào môi trường khắc nghiệt ở showbiz Trung. Tuy nhiên để nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước thì lối sống cũng như cách hành xử của dàn nghệ sĩ này cũng là yếu tố quan trọng. Chính vì vậy bản tính ngôi sao luôn là thứ bị phản ứng mạnh mẽ nhất. Vài ngày gần đây, CNET được dịp xôn xao khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh mắc bệnh ngôi sao xem thường người hâm mộ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cụ thể, theo nhiều thông tin cho biết, ekip của Triệu Lệ Dĩnh có hành vi không hay với fan của cô ngay trên phim trường. Tuy phía nữ diễn viên chưa từng có bất kỳ động thái nào để đáp lại về ồn ào trên, nhưng nhìn đi nhìn lại thì nữ hoàng rating từng vướng vào khá nhiều lần, bị nói là chảnh chọe, bắt chước ngôi sao. Nhớ lại năm 2019, thời điểm quay Hữu Phỉ, dân tình đã thi nhau bàn tán việc nữ hoàng rating khá kiêu căng sau đoạn clip hậu trường của cô bị rò rỉ ra bên ngoài. Cụ thể, trong đoạn clip này, Triệu Lệ Dĩnh đang cầm bình nước trên tay, đang đi lại trong giờ nghỉ. Sau đó, cô ra hiệu cho trợ lý về việc da dày của mình bị tuột và tiếp tục đứng ung dung tại đó, mặc cho trợ lý cúi người xuống buộc lại da dày giúp mình. Sau đó, chủ nhân của chiếc clip này đã giải thích rằng vì hai tay của cô đang phải cầm đồ, thế nên không tiện cúi xuống chỉnh da dày, vậy nên trợ lý giúp đỡ cô là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn có thể đặt bình nước sang một bên và tự buộc da dày cho mình. Họ cho rằng đây là một dấu hiệu rất rõ ràng của vấn đề ngôi sao. Chưa dừng lại ở đó, trong một chương trình truyền hình nhà hàng Trung Hoa mùa 4, Triệu Lệ Dĩnh tham gia với vai trò là một khách mời. Đây là chương trình đầu tiên cô tham gia sau một thời gian dài ở ẩn nên người hâm mộ đã dành rất nhiều kỳ vọng cho nữ diễn viên. Mặc dù vậy, khi lên sóng, cô lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích khi thường xuyên tỏ ý muốn nghỉ chơi, than mệt mỏi trong suốt quá trình ghi hình. Ngoài nữ diễn viên họ Triệu, các ngôi sao khác không hề có bất kỳ một lời phàn nàn nào. Cũng chính vì vậy, khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh quá chảnh, lười biếng, đùn đẩy công việc cho các ngôi sao khác. Tuy nhiên, những người đến xem trực tiếp cho biết cô rất năng nổ tham gia vào mọi hoạt động và kết thúc công việc vào lúc tối muộn. Chương trình đã cắt ghép ác ý khiến cô bị khán giả hiểu lầm. Và hai sự việc được kể trên vẫn chưa là gì khi mà dân tình lại nhớ về lùm xùm diễn viên đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh khi cô tham gia Sở Kiều Truyện. Bởi thời điểm đó, việc cô sử dụng đến 31 diễn viên đóng thế thật sự gây choáng váng. Nó chứng tỏ cô chẳng những thiếu sự chuyên nghiệp mà còn mắc bệnh ngôi sao rất nặng, không muốn tự tham gia vào các cảnh quay vất vả, thậm chí còn chẳng muốn động tay trong những cảnh đơn giản nhất. Đối với việc lạm dụng diễn viên đóng thế thì từ trước đến nay CNET vẫn luôn tỏ ra khó chịu. Theo họ, diễn viên chuyên nghiệp thì nên có tinh thần kính nghiệp, luôn sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng lăn xả, tham gia vào các cảnh quay từ dễ cho đến khó. Riêng việc có tới 31 diễn viên đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh là không thể chấp nhận được. Mặc dù nhiều người hâm mộ vẫn ra sức bênh vực và tìm lý do giải thích cho các hành động của Triệu Lệ Dĩnh, thế nhưng theo đánh giá của một số netizen thì nữ diễn viên cũng nên nhìn nhận lại thái độ của mình vì rất dễ gây ra hiểu lầm, đặc biệt là việc lạm dụng diễn viên đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh. Bởi nếu tình trạng này còn tiếp diễn, có lẽ những hảo cảm mọi người dành cho cô cũng sẽ dần biến mất mà thôi.